Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Nguyễn Trân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâm ngọc linh ngâm mật ong giá bao nhiêu. Tác dụng của sâm ngọc linh ngâm mật ong. Sâm ngọc linh ngâm mật ong là bài thuốc giúp bồi bổ sức khỏe, bổ khí huyết, tăng cường sinh lực và trí lực, chống suy nhược cơ thể, tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch, kích thích hoạt động trí não, giải độc cho gan, hỗ trợ điều trị ung thư, tiêu đờm, thanh giọng, đẹp da và có nhiều công dụng khác. Sâm ngọc linh tẩm mật ong có thể sử dụng cho nhiều đối tượng, những người muốn bồi bổ cho sức khỏe, đặc biệt là người mới ốm dậy, bệnh nhân sau phẫu thuật, người bệnh, người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, vận động viên. Đối với người bình thường, giúp bồi bổ cho cơ thể, ngăn ngừa ung thư, giải độc gan, tăng nội tiết tố, sinh dục. Đối với người bệnh, người mới ốm dậy, sâm ngọc linh ngâm mật ong có tác dụng tăng thể lực, tăng tạo hồng cầu, chống stress, lo âu, điều hòa nhịp tim, bình ổn huyết áp. Đối với người già, chống oxy hóa, lão hóa, tăng cường dẻo dai. Đối với người đang điều trị ung thư, hỗ trợ rất tốt với thuốc chữa ung thư, tăng sức đề kháng, giúp người bệnh giảm đau đáng kể trong quá trình điều trị hóa trị xạ trị. Đối với phụ nữ, sâm ngọc linh ngâm với mật ong là bài thuốc chăm sóc sức khỏe tuyệt vời cho da, cung cấp độ ẩm, tái tạo tế bào da, loại bỏ da chết, giúp tăng cường lưu thông máu huyết, giảm nhờn mụn, giúp da căng mịn trắng hồng. Một số trường hợp cần lưu ý khi sử dụng sâm ngọc linh ngâm mật ong. Người bị bệnh tiểu đường nên hạn chế sử dụng sâm ngọc linh ngâm mật ong, nếu sử dụng chỉ nên dùng liều lượng nhỏ. Phụ nữ có thai không nên sử dụng sâm ngọc linh nói chung, vì sâm có tác dụng tăng cường nội tiết tố sinh dục, co bóp thành tử cung sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Trẻ em dưới 16 tuổi có thể chất khỏe mạnh, phát triển bình thường, không mắc các bệnh lý thuộc hư chứng cũng không nên sử dụng sâm ngọc linh. Tuy nhiên có thể dùng sâm ngọc linh khi trẻ bị suy dinh dưỡng, còi xương, thiếu máu, suy nhược cơ thể. Sâm ngọc linh vốn là loại sâm quý và được nhiều người sử dụng. Thế nhưng, nhiều cơ sở không uy tín đã lợi dụng điều đó để cung cấp những loại sâm không chất lượng, sâm giả tới khách hàng. Chính vì vậy, để chắc chắn mua được sâm ngọc linh tốt nhất, các bạn nên tìm đến những địa chỉ có vườn trồng sâm để xác minh được sâm thật hay giả. Liên hệ đến công ty Thảo Dược Nguyễn Trân, địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0386336688. Giá của sâm ngọc linh. Quy cách đóng gói 100g sâm ngọc linh, 400ml mật ong. Giá bán, bạn có thể liên hệ đến hotline 0386336688 để được chúng tôi cung cấp. Liên hệ ngay với Nguyễn Trân Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.